Xin kính chào quý vị và bà con. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, thì trong tháng 4 này, cá ngừ đại dương sẽ tập trung nhiều ở vùng biển phía Nam, trong đó có cả khu vực huyện đảo Trường Sa. Bà con có thể khai thác được với năng suất từ mức trung bình cho tới cao. Thêm vào đó, thì thời tiết ở ngư trường này lại cũng đang rất đẹp và ủng hộ cho các hoạt động đánh bắt của bà con. Dự báo là trong hôm nay cũng như là cả 3 ngày tới thì vùng biển quanh huyện đảo Trường Sa sẽ đều ít mưa và có nắng nhiều. Tầm nhìn xa ở đây trên 10 km, gió nhẹ và biển êm, an toàn cho tàu thuyền hoạt động. Đối với vùng biển Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa thì chiều nay cũng sẽ không có mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió khoảng cấp 3, cấp 4 và độ cao sóng không quá 1m50. Khả năng là tiết trời tốt sẽ còn duy trì trong khoảng 3 ngày nữa. Đối với dọc ven biển Trung Bộ, từ Quảng Trị trở xuống đến Ninh Thuận thì từ nay tới khoảng 3 ngày tới thì thời tiết vẫn chủ đạo là có nắng nhiều. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 4, cấp 5 và độ cao sóng là 0m50 đến 2m. Đó là thời tiết trên biển. Còn trên đất liền thì trưa chiều nay nắng nóng sẽ tiếp tục bao phủ hầu khắp các tỉnh thành ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Trong đó, nóng nhất là ở khu vực vùng núi với mức nhiệt có thể cao từ 37 đến 39 độ. Một số nơi có thể trên 39 độ như là tại Tương Dương của Nghệ An và Nam Đông của Thừa Thiên Huế. Trời nắng nóng thì nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư là rất cao, bà con cần phải đề phòng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.